Xin chào các bạn, lại một mùa Back to School nữa tới rồi. Và rất nhiều những câu hỏi mà các bạn gửi về cho Laptop TC là làm sao để lựa chọn những chiếc laptop phù hợp với ngành nghề của mình. Và một số bộ phận không nhỏ đó chính là các bạn nữ lại đặt ra những câu hỏi là lựa chọn những chiếc laptop mỏng nhẹ này, những chiếc laptop 2-in-1 này, phù hợp với cái công việc vừa học này, vừa làm này. Bên mình cũng làm rất nhiều video về cái sự lựa chọn này rồi, nhưng có thể là các bạn không để ý. Vậy thì hôm nay mình sẽ ưu ái các bạn làm thêm một video nữa về top 5 những chiếc laptop 2-in-1 tốt nhất trong năm 2023 để cho bạn có thêm sự lựa chọn trong năm nay nhé. Và mình là Cường Bi, một reviewer của laptop TCC. Thường thì mọi người sẽ mặc định trong đầu là những chiếc laptop 2-in-1 này nó khá là đắt này, khó có thể tiếp cận được với cái giá thành của nó và với cái túi tiền của mình thì làm sao mà mua được những chiếc laptop 2-in-1 bây giờ. Tuy nhiên, ở cái video này mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái món laptop chỉ tầm giá từ 10 đến 20 triệu thôi. Với cái ngân sách đó thì nó sẽ vừa đủ với túi tiền của các bạn và vẫn phục vụ đủ những cái nhu cầu sử dụng của chúng ta về học tập, giải trí cũng như là làm việc. Và tất nhiên, nó lại sẽ không kém về phần độ bền bỉ cũng như là độ chắc chắn của nó. Và vị trí đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó chính là chiếc Dell Inspiron 7435. Nếu các bạn quan tâm đến dòng máy tính của Dell thì có thể thấy độ hot của em nó trên thị trường như thế nào. Với mức giá chỉ khoảng tầm 15 triệu hơn một chút ở cái thời điểm hiện tại thì cái giá trị mà Dell mang lại cho các bạn là cực kỳ bất ngờ. Có thể kể đến ở đây là chiếc CPU AMD Ryzen 5 7530U 6x12 luồng. Hiệu năng của nó có thể tăng 15-20% so với dòng Ryzen 5 5500U và Ryzen 7 5700U bản tiền nhiệm. Mình có làm một video chi tiết về test game để các bạn có thể thấy cái hiệu năng thực tế của nó. Các bạn có thể xem ở phần mô tả. Tuy nhiên với các bạn nữ thì mình nghĩ là cái video test game gần như nó vô tác dụng. Nhưng không sao, các bạn vẫn có thể xem thêm để chúng ta xem về hiệu năng cũng được. Nó khá là tốt mà, đúng không? Với cấu hình AMD Ryzen 5 7530U, RAM 8GB ổ cứng SSD 512 thì mình có thể chơi được tựa game FIFA Online 4 này, Genshin Impact, NoN, Valorant một cách mượt mà và nhiệt độ của nó không hề nóng một chút nào. Đây là điều mình thực sự rất bất ngờ ở trên một dòng laptop văn phòng. Ngoài ra thì màu sắc của nó cũng được một điểm cộng khá là lớn với một chiếc màu rất là ưng ý Lavender Blue. Máy thì mỏng nhẹ, thiết kế hiện đại, màn hình của nó có cảm ứng với kích thước màn hình 14 inch, tấm nền WPA cùng độ phân giải là Full HD cộng cho hình ảnh sắc nét, sống động. Với dòng laptop 2-in-1 thì anh chị em sẽ cực kỳ quan tâm tới phần bản lề. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc bản lề hai trục bằng nhôm cực kỳ chắc chắn và thiết kế của máy cũng hoàn toàn bằng nhôm nên chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng trong thời gian lâu dài. Tiếp đến ở vị trí số 2 mình muốn nói đến đó chính là phiên bản Dell XPS. XPS thì từ lâu đã là một phân khúc cao cấp của Dell rồi. Mình nhớ ở thời điểm cách đây khoảng tầm 1-2 năm thôi, những chiếc laptop Dell XPS có giá lên tới là 20 triệu đồng. Thì hiện nay Dell XPS đã mềm hơn rất nhiều rồi. Với mức giá chỉ hơn 11 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc Dell XPS Line New với chiếc 9365 này. Cấu hình của nó là i5-8200i, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình Full HD cảm ứng. Với cấu hình này thì mình chắc chắn rằng nó sẽ phù hợp với các bạn khối ngành ngôn ngữ, sư phạm, báo chí, thiết kế. Cần sự linh hoạt cao trong một chiếc laptop có hiệu năng đủ dùng làm việc cho nhiều năm liền. Còn về thiết kế thì vẫn là những cái điểm đặc trưng của dòng Dell XPS. Với cấu trúc khung máy được làm từ sợi carbon fiber và hợp kim nhôm, có độ bền rất cao, màn hình Dell XPS 9365 là thành quả kết hợp phát triển trong 2 năm liền giữa Dell và Sharp. Với viền màn hình siêu mỏng 5.2mm cùng độ phân giải rất cao là QHD cộng và hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Dù trải qua rất nhiều đối thủ khác nhưng mình cảm thấy là Dell XPS 9365 nó vẫn xứng đáng vị trí ở trong cái top 5 này. Và vị trí số 3 chúng ta không thể bỏ qua đó chính là dòng HP. Với chiếc HP Envy 14 2023 thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm cực kỳ tốt và cực kỳ phê. Năm nay HP đã ra mắt rất nhiều phiên bản từ 13, 14, 15 inch thì mình thấy phiên bản 14 này là chiếc laptop phổ thông mà nhiều người dùng tiếp cận nó nhất. Nó đủ to để trải nghiệm một cách thoải mái nhưng cũng đủ bé để cho anh em dễ dàng mang đi mang lại. Cũng giống như với hai ứng cử viên là Dell 7435 và Dell XPS 9365 thì HP Envy 14 cũng được thiết kế full nhôm. Mình thấy hơi tiếc một xíu ở phần màn hình khi mà những dòng laptop khác, những đối thủ khác ở phiên bản 2023 đều sử dụng chiếc màn hình là 16:10 rồi. Nhưng mà tại sao trên chiếc HP Envy 14 X360 này nó vẫn sử dụng chiếc màn hình là 16:9, thậm chí cái độ sáng của nó chỉ ở mức là 200 nits thôi. Với chiếc màn hình này thì mình nghĩ là sử dụng ở không gian ngoài trời nó sẽ không được ố dề cho lắm. Nó chỉ sử dụng được trong cái không gian trong nhà thôi. Và cái việc sử dụng ngoài trời thì mình nghĩ nó ở cái mức gọi là tạm chấp nhận được. Về cấu hình thì HP Envy X360 sở hữu cho mình là con chip Intel Core i5-1335U, RAM 8GB, ổ cứng SSD 512GB. Và với con chip này thì chúng ta có 10x12 luồng, hệ thống CPU mạnh mẽ cho khả năng xử lý những công việc nặng như là chạy file Excel hàng trăm MB hay những phần mềm giả lập lặng. Về phần trải nghiệm bàn phím thì cũng là điều khiến anh em phải lưu tâm. Khi mà HP đã mang bộ bàn phím của Spectre lên HP Envy X360 này,
khiến trải nghiệm bàn phím vô cùng tốt cho dù sử dụng lâu dài. Và thêm nữa, HP còn trang bị nút cảm ứng tắt camera cũng như là bố trí vân tay ngay bên cạnh hệ thống phím mũi tên. Đây là một điểm vô cùng sáng tạo, thuận tiện cho người dùng ở trên dòng HP Envy X360 này. Dell thì chúng ta có rồi, HP chúng ta có rồi, tất nhiên là chúng ta không thể thiếu đến Lenovo được. Và chiếc máy thứ tư ở trong cái bảng xếp hạng này mình muốn nói đến đó chính là chiếc Yoga 7 2-in-1. Hơi khác so với các mẫu máy trên một chút thì Lenovo Yoga 7 sẽ có màn hình là 16 inch, thoải mái cho các bạn cần laptop to và màn hình nhiều không gian để làm việc. Với chiếc màn hình 16 inch này thì chúng ta có độ phân giải là Full HD cộng, IPS cao cấp cho chất lượng hiển thị cực kỳ đẹp, rõ nét và tươi mới đến từng chi tiết. Chế độ cảm ứng đa điểm hỗ trợ tốt trong mọi việc ghi chép này, check dữ liệu một cách nhanh chóng. Cũng ra mắt năm 2023, Lenovo Yoga 7 sở hữu chip Intel Core i5-1355U có tới là 10x12 luồng, mạnh mẽ cùng các đồ họa RGX-E Graphics. Dù là những tác vụ đơn giản hay là chuyên nghiệp như lập trình hay là chỉnh sửa đồ họa cơ bản thì cũng đều xử lý mượt mà. Còn về thiết kế thì nó có cái thân hình khá là mỏng nhẹ, mình rất ưng ở cái điểm này trên dòng Yoga 7. Màu sắc thời thượng này sang trọng nhưng không kém phần chắc chắn khi có lớp vỏ được làm từ kim loại rất cứng cáp, mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng. Bản lề 360 độ có thể chuyển đổi được nhiều kiểu dáng của máy, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Đặc biệt là về dung lượng pin thì nó có tới 71Wh, nó cho chúng ta cái thời gian sử dụng lên tới là 8 đến 9 tiếng. Wow, một cái thời gian sử dụng rất là lớn. Cái điểm này thì rất là nhiều chị em thích đúng không? Rồi, đó là top 4, vậy thì top 5 là ai? Top 5 là chiếc laptop mình đang để trưng bày ở đây. Vậy thì tại vì sao mình không nói ngay từ đầu? Bởi vì mình thấy nó đẹp, mình muốn các bạn chú ý đến nó hơn. Và sau khi đây mình nói thì các bạn sẽ tập trung vào nó nhiều hơn. Cũng là một chiếc laptop 2-in-1 nhưng nó hơi khác một chút. Đó chính là việc bàn phím có thể tháo rời được. Các bạn có thể sử dụng như một chiếc laptop test thực thụ như thế nào. Và chắc chắn rồi, đó chính là Surface. Bản trên tay mình đây chính là Surface Pro 7 Plus với chip Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, ổ cứng SSD256. Đặc biệt là màn hình của nó là màn hình 2K. Tất nhiên, đã là bao gồm bàn phím rồi nha các bạn. Với cấu hình này thì các bạn có thể thoải mái làm việc và sử dụng đa nhiệm mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Với trải nghiệm thực tế thì chắc chắn điểm cộng lớn nhất của dòng Surface là vai trò máy tính bảng sẽ giúp các bạn dễ dàng cầm và sử dụng chỉ với một tay trong khi di chuyển, cực kỳ tiện lợi dù là cầm ngang hay cầm dọc và không có nhiều cảm giác bị mỏi khi dùng lâu. Và dùng như một chiếc laptop hay là một chiếc máy tính bảng thì Surface vẫn mang cho mình một cảm giác cực kỳ sang trọng và hiện đại. Surface Pro 7 Plus sở hữu màn hình cảm ứng Pixel Sensor 12.3 inch, tỷ lệ là 3:2 với độ phân giải 2K. Tuy nhiên, với phiên bản này, viền màn hình vẫn khá là thô và dày. Điều này sẽ không phù hợp với một số chị em. Và ở cương vị một người trải nghiệm và review như mình thì mình lại rất là thích cái chiếc màn hình này nhé các bạn nhé. Nó cho mình cả một cảm giác rất là chắc chắn. Trước đây mọi dòng máy Surface đều không thể thay thế bộ nhớ khi mà chúng đều được hàn chết. Và nếu người dùng muốn mua bản SSD cao, đồng nghĩa là phải mua bản RAM cao. Tuy nhiên ở phiên bản này, các bạn có thể thay thế ổ SSD, có thể tháo rời, khá là tiện lợi cho việc nâng cấp. Ngoài ra, Surface Pro 7 Plus sẽ còn được trang bị kết nối LTE. Theo như đại diện Micro thì việc trang bị trở lại kết nối LTE nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà mùa dịch khi mạng Wi-Fi có thể không đáp ứng đủ tốt. Và LTE nó chỉ được trang bị duy nhất trên những dòng Intel Core i5. Và vừa rồi thì là 5 mẫu laptop mình đưa ra để các bạn có thể lựa chọn cho cái ngành nghề phù hợp với mình. Các bạn đã cảm thấy ưng ý mẫu nào chưa, hoặc là đã lựa chọn được những mẫu nào rồi thì hãy comment lại ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm. Và để ủng hộ cho laptop TC thì các bạn chỉ nhấn like và đăng ký kênh của laptop TC thôi. Còn muốn nhận thông báo về những video sớm nhất mà bên mình ra thì hãy nhấn nút chuông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.